Mà muốn giới thiệu đến quý vị, mà Kỳ Duyên phải nói rằng là trong vòng 3-4 năm nay, Kỳ Duyên đã nghiên cứu và đã đi muốn kiếm cái sản phẩm này, nhưng mà nó quá khó hoặc là quá mắc. Thưa quý vị, đây là một sản phẩm về stem cell. Và cái đặc biệt ở đây là không phải là cái stem cell là gì, là tế bào gốc. Nó không phải là cái tế bào gốc để mình uống vô hoặc để mình chích vô người hoặc mình lấy cái tế bào gốc từ bất cứ cái gì mà quý vị thấy ở trên thị trường, hoặc là từ nhau thai kiều, hoặc là từ những cái nhau thai của những cái của người hay của kiều hay là của bất cứ cái gì. Nhưng mà cái sản phẩm này là nó là một, chỉ là một cái miếng nó dán vào người, và cái đó nó tác động để cho cái stem cell ở trong người mình sẵn có, nó tác động để cái stem cell đó nó hoạt động và nó sẽ sản xuất ra những cái chất collagen tự nhiên của thân thể mình. Và đây là một cái gọi là cái phương cách mới nhất hiện nay, và cái sản phẩm này làm ở bên Mỹ, ở San Diego, và hiện giờ nó đã có tới hơn đỡ hơn 70 cái bằng sáng kiến trên toàn thế giới. Nhưng mà trước khi giới thiệu thêm về sản phẩm này thì Kỳ Duyên xin giới thiệu đến quý vị một người rất biết nhiều về cái sản phẩm này, vì anh đã hoạt động với công ty nhưng mà anh là người phi, thành ra Kỳ Duyên xin giới thiệu quý vị, please welcome Tito Nuestro. Thank you. Please Hi, how are you doing? Good say evening. hi. Tito is with LifeWave, Yes. right? And so I've just been summarizing all the best attribute of our patches, and I've just been telling my viewer that what it is not, the stem cells that we have on the market right now are either something that you inject or you take in a form of a pill. But with LifeWave's product, the cutting edge is we're not injecting anything into our own body, but this patches causes our own body to produce the stem cell. So it's like the That's stem correct. cell activator, Yes. isn't it? Wow. Yeah, this is amazing product. Okay, so can you tell us your story? I'm just going to tell here your story. And the product, thưa quý vị, is called X39. So bây giờ, I'm just showing them what the product is. Okay. And thưa quý vị, tất cả những cái sản phẩm trên thị trường mà Kỳ Duyên đã được biết là nó phải dùng một dạng, hoặc là mình uống, hoặc là mình thoa, hoặc mình chích. Nhưng chắc chắn là quý vị chưa bao giờ thấy một cái sản phẩm như vậy. Thưa quý vị, đây, nó chỉ là một cái dán, một cái patch dán, và đặc biệt khi mà nó dán vào thì nó, thưa quý vị phải nói thật đó, tại vì cái này là cái về cái nghiên cứu của nó và về cái khoa học của nó đó, thì tiếng Anh Kỳ Duyên quen nói tiếng Anh, nhưng mà nếu mà nói dịch ra tiếng Việt về những cái từ ngữ chẳng hạn như là phototherapy thì Kỳ Duyên chỉ biết nó là một cách trị liệu bằng ánh sáng. Nhưng mà nếu mà nói để dịch sát nghĩa tiếng Việt đó thì Kỳ Duyên xin lỗi trước, có thể là Kỳ Duyên không có dịch đúng, nhưng mà nếu quý vị theo dõi câu chuyện thì chắc chắn quý vị cũng hiểu được, và nhất là những quý vị ở Mỹ, ở Canada thì tiếng Anh quý vị cũng rất là rành, thành ra chắc chắn là quý vị sẽ hiểu được. So Tito, tell us about this little patch, Sure. what it does to your face and your health. Sure. The X39 is the newest technology of LifeWave. That's the newest that David Smith invented. And what does it do is it will elevate your stem cell, because we have our stem cell in our body. But the only thing, when you grow older, your organs get older too, right? So what does it do? It once you use these patches within 24 within 12 hours, it will help you to activate the stem cell. Once your stem cell activated, it will create repair and healing inside your body, and it produces collagen that makes you, it's funny, but it will make you younger, your skin is younger, and you'll be surprised if you use it in 3 months. You take a picture of yourself before using it, and after 3 months, you can see the big difference. You will see a great
transformation, like I would say, because I've seen a lot of you know, testimonial, like I cannot even believe it. They look like teenager, like wow. Okay, so let me quickly translate that. Tất nhiên là ông Thiro nói nhiều hơn, nhưng mà Kỳ Duyên chỉ xin tóm lược lại thôi. Ông nói đây là một cái sản phẩm của ông David Smith, là cái người mà đã tạo lên cái công ty này. Và cái công ty và không những nó sẽ gửi một cái tín hiệu tới, khi mà mình dán cái này lên người mình, có nghĩa là nó gửi một cái tín hiệu tới cái tế bào gốc của mình, để không những mà làm cho cái tế bào gốc nó giúp mình trẻ hóa, nhưng mà you were using the term healing, right? Yes, healing. Yeah. Là nó làm cho mình healing. Healing tiếng Việt là gì? Healing. Healing tiếng Việt là gì, Uyên? Tự nhiên nghĩ một cái, nó làm tái tạo và nó làm chữa lành. Healing là chữa lành khi mà cái tế bào của mình nó lớn và nó già và nó bị hư hại, thì đây là một cái vào nó gửi một cái tín hiệu tới để chữa cái tế bào đó, cũng cùng một thời tạo cái tế bào gốc mới. Và ông Thiro nói là những người đã dùng đó thì thấy chỉ cần trong vòng 3 tháng, you said 3 months, right? You see the big difference. Yeah, sometimes it takes 2 weeks, 3 weeks, it depends on how their system works. Yes, là từ 2 tuần cho tới 3 tháng. So what is the result when you put the stem cell on as far as your face? What I noticed, even my wife said, did you use any cream on your face? Because she looks young, well, she looks younger and younger. So what's going with your skin? I'm using only X39. And even myself too, you know, as a man, I would like to have a better skin. So what I noticed, the pores become smaller, and you have like a glowing skin. Well, thưa quý vị, thấy cái da của Tito, nó rất là khỏe, nó rất là hồng hào. Mà đúng như Tito nói là nó có một cái bóng của cái da khỏe. I was just telling that you, thì quý vị thấy đó, đây là một cái da đàn ông. Và tất nhiên, Tito cũng không phải là còn trẻ. Nhưng mà quý vị thấy cái da rất hồng hào, rất khỏe mạnh. I was just telling them how healthy your skin looks. Oh, thank you. But please, I want you to tell the story about your wife how she uses it. Và thưa quý vị, đây là một câu chuyện thật mà xảy ra với vợ của Tito. Bởi vậy hôm nay Kỳ Duyên mời Tito lên đây như là một nhân chứng để cho quý vị thấy một cái testimony của vợ của Tito đã dùng cái sản phẩm này. And please speak in a little bit shorter okay. So I can translate as sure. You go along. Okay. Okay. Yeah, this is what happened. I noticed my wife has a lump on her leg, on the left leg. I said, what is that lump? How come it's growing? Did you ever check it? Thì bắt đầu Tito thấy vợ Tito có một cái bíu sưng ở ngay chân. Và Tito hỏi là, ủa cái đó là cái gì? Xong nó càng ngày nó càng to. Và em có bao giờ đi bác sĩ để khám chưa? Yeah, and I asked her to go to Kaiser and have a check because it's getting bigger and bigger. So she went there and I have a check. After 2 weeks, I came home and I opened the door and I saw her sitting on our bed and she has the paper. I said, what is that? The result of my, you know, my biopsy. So how is it? I have cancer. Wow. Thì chị nói là sau khi 2 tuần sau khi vợ đi khám, thì ngày đó anh về, anh mở cửa bước vào phòng, thấy vợ đang ngồi ngay trên giường, cầm vẫn còn cái giấy xét nghiệm và mặt mày tinh thần bần thần tái hết. Thì anh hỏi tại sao, thì cô nói là cô bị ung thư. Yeah, when I heard cancer, I said, oh my God. You know, when you hear cancer, you know, the span of life becomes shorter, right? So I got scared, like, what can I do? So I remember, you know, the lipid patches we have, because we have a lot of testimony about, you know, they have cancer, 2 months to live, and they use the patches, and they do the detox, and the cancer went away. I said, now it's my turn to do that. Thì ông nói đó là ông chợt nhớ ra là ông có this one, right? Cái yeah. X39, và thêm tại vì ông đã nghe quá nhiều người dùng cái sản phẩm này, cộng với một cái sản phẩm detox cũng của công ty LifeWay. Thì họ dùng thì họ nói là có những người nói cho ông biết là họ hết ung thư. Tất nhiên ở đây là chúng tôi không bao giờ nói là sản phẩm này chữa ung thư.
Nhưng mà chúng tôi chỉ nói cho quý vị nghe những cái gì thật do những người đã thuật lại. Of course, I told them that we are not making any claims. Yes, yes. That any products would cure it's cancer. It's on experience, yeah. But this is what happened to your wife. And That's it's correct. A real story, so we're just saying it. Okay, go ahead. So what happened is, so I said, okay, let's do a detox before your operation. We did a 2 weeks detoxing for her. So we followed these steps, the protocol. So when during the operation day, you know, it took only 20 minutes to operate, to remove her lump, and it's 8 inches. That's that long. That's so I saw the doctor and I said, Doc, how's everything? Oh, it's great. But is there any other treatment after this one? What do you mean? So the doctor said, no, there's no treatment. What do you mean? Is it she has cancer? You know, we didn't find any cancer, but we have to make sure the lump we got has no cancer. Wow. And after 2 weeks, like, we got a call, it's clean, there's no cancer. I was so blessed and I was so happy. I'm thankful for God that, of course, God is good. And with this LifeWave technology, it's amazing, you know, like, it's speechless. I can't say anything, but it's crazy. Thì ông nói đó là vì ông đã nghe bao nhiêu người dùng cái sản phẩm này, thì ông nói thôi, bây giờ thử dùng đi. Thì ông cho vợ ông dùng cái patch cũng là của LifeWay, nhưng mà cái patch đó là chuyên trị để mà detox, là thả độc tố ở trong người ra. Thì lúc đầu vợ ông đi gọi là làm cái biopsy đó, là lấy một miếng nhỏ ra để đi thử nghiệm đó, thì thấy là ung thư. Sau 2 tuần dùng cái này rồi vợ ông vào đi mổ. Thì mổ xong thì ông ra, ông hỏi bác sĩ, khi để cắt cái bíu đó ra đó, thì ông hỏi bác sĩ là bây giờ mình phải làm gì? Cái bước tiếp tục mình phải trị liệu làm sao? Chữa trị làm sao? Thì bác sĩ nói là đâu có cái gì để mà cần phải trị liệu nữa đâu. Thì ông ngạc nhiên, ông nói, ủa bác sĩ, đây là ung thư mà không có làm gì nữa hả? Thì ông bác sĩ nói khi mổ ra thì không thấy cái gì cả, không thấy ung thư. Nhưng mà ông bác sĩ nói là khoan, để chờ 2 tuần sau để thử lại, để chắc ăn. Thì 2 tuần sau nữa thì thử xong hết thì bác sĩ mới nói cho Tito và vợ Tito biết là hoàn toàn không có ung thư. Thì đó là một cái mà để cho Tito cảm thấy là rất là tạ ơn Chúa và rất may mắn là có những cái sản phẩm này. I was saying that you thank God and you feel so blessed about this. So let's talk a little bit about the product. Okay. Thưa quý vị, và and about the company. Okay. So as I know that the company is based in San Diego. That's correct. It has been around for how many years? 16 years. Cái công ty này ở San Diego và đã có mặt trên thị trường 16 năm. And from what I read up, that you have 70 patents. Yes. Globally for this product. Mm-hmm. Wow. Và cái công ty này nó có tới 70 cái bằng sáng kiến lận, thưa quý vị. And do you know how many countries that this product is distributed in? Right now it's with license, it's 75 countries right now. Wow. Thưa quý vị, cái sản phẩm này hiện giờ họ đã được bán trên ở 75 quốc gia và họ đã được license cho những cái nước đó được có quyền bán cái sản phẩm này. That is amazing. Yeah. That is. Và thưa quý vị, now there's no other product like this in the world, not through the patches. Like we this. Are the only one has this one. Vâng. It's very unique. Nobody can copy it because it's patented. Yes. And we're the only one. Và yes, thưa quý vị, đây là cái hãng duy nhất mà có cái patent technology này, và không có cái hãng nào khác có. What I meant to ask is, like, for example, if I come up with, let's say, a collagen pill, right? Mm-hmm. I can patent that. So another company can come up with their own collagen pill. But as far as the patch and delivering in this photo light therapy mm-hmm. system, there's no other one in the world no. that's doing this. Vâng. Thì Kỳ Duyên cũng mới nói với ông là ví dụ bây giờ Kỳ Duyên muốn một cái hãng ra một cái sản phẩm làm collagen, thì một có thể patent nó có những cái nguyên liệu gì đó đặc biệt, rồi một cái hãng khác cũng có thể ra một cái loại collagen cũng những cái nguyên liệu gì đó khác biệt, họ vẫn có thể là họ patent đó. Nhưng riêng về cái LifeWave này, chữa bằng, nó gọi là photo light, là bằng ánh sáng, và
dùng chỉ với những cái patch này đụng vào thì không có một cái hãng nào khác ở trên thế giới bây giờ mà có cái technology này. Nếu mà nói về phototherapy, yes. From what I read, so now I'm just really gonna dumb it down for myself, okay. Because I know the science and the technology is just too much. From what I read, so it's like your body gives out natural infrared. That's correct. So what this patch does is it bends the light so that it redirects that light back to your body, wow. And to your, yeah. cells. It's study art. Wow, okay. yeah, perfect, yeah, that's the right explanation. Stem cell for dummies, okay. Thì thưa quý vị, theo Kỳ Duyên hiểu là trong người mình đó, bao giờ nó cũng phát ra những cái ánh sáng. Nếu mà quý vị, cái dễ nhất đó là tại sao mình coi tất cả những cái hình vẽ của Đức Chúa hay Đức Phật thì bao giờ mình cũng thấy một cái hào quang, cái mà mình gọi là cái hào quang hồi xưa. Nhưng mà bây giờ khoa học họ đã chụp được những cái hình đó và họ chứng minh là quý vị nhìn những cái hình mà photo mà chụp về ánh sáng đó, quý vị sẽ thấy có màu sáng, màu đỏ, màu xanh. Đó là tất cả những cái wavelength, cái ánh sáng ở trong người mình, cái sức nóng nó phát ra. Và mình có thể nhìn những cái ánh sáng đó để mình thấy trong người mình khỏe mạnh hay đau ốm. Nếu quý vị tin về, như Kỳ Duyên nói hồi xưa, từ Đức Chúa, Đức Phật và những người mà họ mở được cái gọi là cái thiên nhãn đó thì họ có thể thấy được. Nhưng mà nói về cái gì nó có khoa học hơn thì chụp bằng một cái máy hình, chụp thấy những cái ánh sáng đó họ cũng thấy được. Thì cái này, cái sản phẩm này nó làm bằng cách nó bẻ ngược cái ánh sáng đó, thay vì cái ánh sáng đó phát ra và nó cái light đó nó thoát khỏi cái energy, nó thoát khỏi cái người mình, thì với cái này nó sẽ bẻ ngược lại và nó chiếu ngược cái ánh sáng đó vào cái stem cell của mình để mà tự nó chữa trị. Ví dụ người mình da bị chỗ nào mình bị chảy, mình bị vết thương, hay là ngay cả chính cái tế bào của mình nó bị hư hại, thì cái stem cell này nó sẽ trở ngược vào để nó chữa. Và như vậy thì nó sẽ làm cho mình tự động, cái tế bào của mình sẽ làm rất nhiều những cái collagen, mà những cái tự nhiên của người mình. Thì dần dần quý vị sẽ thấy da mặt hết trùng, hết nhăn, da mặt đẹp và trẻ hóa da. Wow, so I just discovered all that. just believe me. Now, I heard about stem cells. So, all my friends who are in the entertainment industry, you know, everyone has talked about stem cell therapy. I myself have considered it for many years. It's very expensive. Yep. You know, you go to Japan, it could cost as much as 50,000. That's correct. I know that in Germany, at certain centers that we're used to, it's about 13,000. Wow. Here in America, even though it's not approved yet, I heard that from my friends are saying, you know, doctors are giving them stem cells injection through IV or something like that. I don't know the legality of it, but it's $10,000. Wow. Thì Kỳ Duyên đang nói đó là hiện giờ trong những năm gần đây đó thì Kỳ Duyên đã tìm hiểu rất nhiều về cấy tế bào gốc và nó rất mắc, thưa quý vị. Nếu mình đi Nhật bây giờ, họ lấy tế bào của gốc mình ra rồi họ nuôi rồi họ cấy lại vào người mình thì tất cả từ 30.000 tới 50.000 một lượt như vậy. Có thể đi sang bên Đức qua những là anh chị em nghệ sĩ giới thiệu rất nhiều thì một lượt như vậy Kỳ Duyên đã hỏi là 13.000. Ở bên Mỹ thì khoảng 10.000, mặc dù Kỳ Duyên ở bên Mỹ là họ cũng chưa được phép để làm. Nhưng mà Kỳ Duyên không biết là qua cái luật làm sao, nhưng mà bạn Duyên vẫn làm được stem cell ở Mỹ. Thì mỗi lần làm là 10.000. And also that kind of stem cell, I don't know if, from what I heard, if you're getting stem cell from an outside source or whatever disease that is in that stem cell will also, you know, grow inside your body. That's correct, right? Yeah. Kỳ Duyên cũng nói thêm, theo cái sự hiểu biết của Duyên đó là khi mình lấy những cái tế bào gốc ở những cái nguồn khác, mình không biết ở đó cái tế bào gốc đó có những cái bệnh tật hay có cái mầm móng gì.
khi mình chích vào người có thể mình cũng bị cái đó. Cái đó là cái mình chưa biết chắc. Thì với cái này, bảo đảm với quý vị, nó không phải là một cái tế bào gốc ở ngoài, nhưng nó lấy cái ánh sáng tự nhiên của người mình và nó chiếu ngược lại. So for we've been talking about the cost of either you know, the least that I've heard is like 10,000 to more. How much is a 30-day use of X39? Is it 2,000? 1,000? No. It's 500? It's only 150. All right. I'm going to fall off the chair now. It's $150. That's it. $150. Yeah. It's $5 per day. Wow. Thưa quý vị, Kỳ Duyên đang hỏi ông là ví dụ một tháng mà dùng cái này 30 ngày là bao nhiêu? Thì Kỳ Duyên, tất cả những cái sản phẩm gì mà gọi là tế bào gốc thì nó mắc vô cùng. Ngay cả những cái sản phẩm như cream hay là cái gì mà mình bôi nó đã là 400-500 đồng rồi. Nhưng mà với cái này chỉ có $150 là quý vị sẽ có tới 30 cái patch này để dùng trong một tháng. So because even in creams, you know, that says I've used over-the-counter things, you know, with stem cells, with things like that, it's like $400-$500. That's right. Just, you know, and I've used it. And, you know, to tell you that I don't see a big difference. Và thưa quý vị, Kỳ Duyên nói thật, những cái sản phẩm rất là mắc, những cái cream 400-500 đồng mà có để stem cell đủ thứ là Kỳ Duyên đã dùng hết, thưa quý vị. Và nếu mà nói thật là có cái da mình nó có một cái gì khác biệt nhiều nhiều không á, thì thật sự là không. Tất nhiên nó không có hại, nó cũng tốt, mình thấy da mình cũng đẹp, cũng mịn. Nhưng mà nếu mà nói để thấy một cái mà thật sự khác biệt với cái giá 400-500 đồng thì Kỳ Duyên thấy nó không đáng. So I was telling them that I was using that and it's still, you know, it doesn't, you know, not worth the money. Oh yeah. So, and also, okay, now the patches, one thing that I like about LifeWave is it incorporates the science of Western medicine with the science of Eastern medicine. That's correct. Because these patches are placed on chi lines, right? Mm-hmm. Like when you have acupuncture, there you know, the company LifeWave does work with the natural energy that is in your body. That's why on the website you will see it's certain place that the placement of this makes a big difference. So can you let me say, Kỳ Duyên đang nói đó, một cái mà Kỳ Duyên rất thích về cái hãng LifeWave này đó là nó áp dụng những cái gì mới nhất của phương Tây với cái của Á Châu mình, có nghĩa là họ cũng làm dựa trên những cái đường của khí nguyệt của mình nó chạy, cũng giống như bao lâu mình thấy châm cứu là nó dựa trên những cái đường mà gọi là cái khí ở trời ở đất và cái chi mà nó ở trong người mình. So yes, I was just, can you elaborate a little bit? What do you say? I was just talking about that LifeWave is also based on an Eastern philosophy of energy lines that's going through your bodies and, you know, blocking and unblocking and help facilitating that's those correct. Energy lines. Because our body has its own energy. So if the flow of energy has been black, there's inflammation. So it means you will have issues in your health, maybe pain or anything else. It could be high blood, diabetic, everything. So what does it do is it opens the meridian and it gives you, like the external, it will elevate and activate your stem cell, because your stem cell is very important in our body, because that will help you to heal, to make your organs to be healthy again. But of course, it's a process. It's not overnight. But if you keep on using this one, there's only two spots, only one on the back of your head, neck, and one below your belly button. That's simple. Today, you put it below the back of your neck, and tomorrow, on your belly button. So can I show a little bit? There you go. Thưa quý vị, khoan đã, ông nói đó là cái này ở trong người mình nó có những cái đường cho cái energy, cái khí nó chạy. Nhưng khi mà mình bị đau nhức, đau tay là những cái đường đó nó đã bị chặn rồi, nó bị nghẹn. Cái patch này vào, vì nó dùng cái ánh sáng, quý vị cứ tưởng tượng nó như là một cái mũi kim châm cứu và nó tác động những cái huyệt đó
để cho máu huyết lưu thông hơn và để cho cái tế bào gốc mình đã tái tạo. Thì riêng cái sản phẩm X39 này đó, cái sản phẩm này là riêng làm cho da mặt, cho tế bào, cho trẻ hóa. Thì nó chỉ có hai chỗ để mình được. Một là ngay sau gáy, một ngày sau gáy, một ngày mở ra mình để ngay ở dưới cái lỗ rún. Thì đây thưa quý vị là Kỳ Duyên đang, I'm gonna turn around. Quý vị có thấy không? Can you see it? Yep. Yep. There you go. Đó. Thì hôm nay là Kỳ Duyên dán một cái đó ở ngay đó. Và ngày mai thì Kỳ Duyên dán ở bụng. Và cứ như vậy đó thì rõ ràng là khoảng chừng trong 7 ngày thôi là quý vị sẽ thấy cái khác biệt. You know, for myself, I see the difference in my skin after just 7 days of using this. Well, is it usually takes that fast, or what is the time amount? It depends on how your body, you know, react on the stem cell. Sometimes, right. Like you said, 7 right. days, right. Some are 10 days, some are even a week. Right. I have a cousin, 3 days only. She saw her hands better than before. It's like, wow, yes. 3 days. So it depends. Right. Giá là 150 đồng, nhưng hãng có nói rằng là nếu quý vị dùng thử trong 30 ngày, quý vị thấy không thích hợp, quý vị có thể gửi trả lại và chúng tôi sẽ trả tiền lại cho quý vị. So this is a 30-day money-back guarantee, right? That's correct. If for any reason they use it, they don't like it, they can send it back, we will refund your money. 100%. But I promise you're going to love it, because not only for younger, but you feel healthier, you feel younger, energetic, mental clarity, a lot of things that will happen in your system. Yeah. Và thưa quý vị, cái này ông nói là mình dùng không những là mình cảm thấy là da mặt đẹp hơn, mình sẽ cảm thấy mình có nhiều sức lực hơn, mình có thể cảm thấy trẻ, gọi là trẻ hóa toàn bộ từ trong ra ngoài, chứ không phải chỉ có là chỉ đẹp ở trên da không. Now I want to talk about the next product, which I've heard is a pain product, because that is the Ice Wave, right? That's correct. Thưa quý vị, cái hãng này nó còn một cái rất là tốt, cũng là cái cũng qua cái technology giống như vậy, cũng là dùng là light therapy để tác động cái tế bào gốc của mình. Nhưng cái Ice Wave này là nó chuyên để mà chữa đau nhức. And for that, do you have a story to tell, or are you call somebody? I can call somebody. Maybe let me try. Okay, Rick, can you come up here a little bit, and then we'll put a mic on Elizabeth. Okay, Rick, come on here. Thưa quý vị, do you have a mic yet, Rick? No. Oh, okay. I'm sorry. So we will mic you. Thưa quý vị, cái của ông Rick này sở dĩ mà ông lên đây, vì ông đã kể cho Kỳ Duyên nghe một câu chuyện là ông bị đau tới nỗi mà ông phải đi xe lăn. Ông tưởng là ông không đi được, nhưng mà sau khi vừa bỏ cái patch này vào, chỉ trong vòng mấy phút là ông có thể ông đứng dậy, ông đi được. Và vì vậy Kỳ Duyên muốn ông tới đây để mà kể cho quý vị nghe. Hi Rick, how are you? Hi, great. Okay. Nice to be here. All right, and this is our audience. This Hello. Is Rick. Rick, I please tell them the story of when you were in Las Vegas, right? Yeah. And you were supposed to be on a wheelchair and how this has helped you. And yes, and I see that you have this different patches on your forehead too. So okay, tell me what it's for. The Ice Wave. Okay. Okay. What happened to me? My name is Rick DeLuca. What happened to me was I got a sciatica. Nerve pulled in my right leg. Okay, so sciatica is a type of nerve pain. Yes. Ông nói là ông bị đau, mà đau cái dây thần kinh nguyên cái chân bên phải, từ cái đùi bên phải xuống. Good. Yeah, this is the first time I ever had this kind of pain. It's very painful. Mm-hmm. It's like worse than a toothache. Ông nói cái đau này nó đau kinh khủng, nó còn đau hơn là mình bị nhức răng nữa. And I've been in pain for 2 months. Và ông đau tới 2 tháng lận. Did you say that whenever you step on your legs, it feels like... Yes. Every time I was dragging my leg and I wasn't walking properly, it's just a big, just a nerve pull and tension. Ông nói là 2 tháng liền ông không đi được, ông phải khập khiễng, tại vì mỗi lần ông đạp lên cái chân này thì ông cảm thấy nguyên cái dây thần kinh nó bị kéo.
And when I went to Las Vegas to, you know, for my business, mm-hmm. I drove up into the hotel in the valet. I got out of my car. It's okay when I'm sitting down, but when I get out and mm-hmm. start walking, oh my God, I could not walk. It's like dragging my leg. Yeah, ông nói có một lần ông phải đi Las Vegas với công chuyện. Thì ông đậu xe xuống, lúc mà ông lái xe thì ông ngồi, ông lái được không sao, nhưng mà lúc mở cửa xe mà bước xuống thì đau quá, ông không đi được. And then Tito is the one that patched me with the X39. First I went to an acupuncture place. À, và trước khi đó là ông có cũng có đi châm cứu nhiều lần rồi. Did you ever try any other pain medication that you know that doctors would prescribe, like, you know, I don't know. Hydrocodone or Motrin or anything like that? Yeah, no, I was just trying to stay away from, you know, drugs. Okay. And I was just trying to do it naturally. I went to acupuncture. Mm-hmm. Yeah, thì ông nói là ông không muốn dùng những cái thuốc đau nhức, ông muốn chữa một cách tự nhiên và ông đã đi châm cứu rất nhiều lần. Okay. And it just reduced the pain a little bit, mm-hmm. but I always aggravated it when I walked. Ông nói là nó có thể làm cho bớt đau, nhưng mà mỗi lần ông bước lên ông đi đó thì ông lại như là đụng lại, làm cho cái vết thương nó bị lại. So I just was in so much pain for 2 months. I was praying to God that this will go away someday. Ông đau quá là ông chỉ có biết lạy xin Thượng Đế cho ông hết cái nỗi đau đó thôi, xin Chúa cho hết nỗi đau đó thôi. Yeah, I couldn't imagine to live like this every day, and I was thinking about buying a wheelchair. Oh wow. Ông nói ông không thể tưởng tượng là có thể sống như vậy mãi và ông đã nghĩ là nên mua một cái xe lăn. And then Tito patched me with the X39. Uh-huh. He put 4 patches. À, và khi ông gặp Tito ở Las Vegas thì Tito dán 4 cái patch. This one? Yeah, that one. Okay, yep. Cái X39. Okay. He put 4 patches, one on the it always starts in the lower back, the hip. Tại vì ông bị đau từ cái chân, thành ra để ở dưới cái lưng ở dưới. Yeah, the nerve goes down, and so he put one here close to the nerve, and then he put one to the side. Rồi ngay thêm một cái bắp đùi trên. Yeah, and then one right here. Một cái ở dưới cái bắp đùi dưới. And the last one was right on the liver 3, right between the toes. Và một cái nữa ở giữa hai cái ngón chân. And within 3 minutes, wow. The pain started subsiding, and went away. Và chỉ trong 3 phút like a miracle. Thì ông thấy cái cơn đau nó bớt lần và 3 phút sau là nó biến hẳn. And then you were able to walk normally. Wow. It's a miracle. And from then until now? Till now. I never went back to acupuncture, and I still got 5 more sessions there. I bought 10 sessions. Wow, ông nói là ông mua, tại vì mỗi lần đi châm cứu đó, nhiều khi mình mua cái gói trước, ông nói ông mua để được đi châm cứu 10 lần. Nhưng mà bây giờ ông còn 5 lần nữa ông không xài. Wow, that is but that is the life wave. Well, I thought the ice wave. Yeah, I did try ice wave. Okay. Right? But that went down, you know, a little bit, but when Tito said try 4 X39, okay, that's when it went down to 0. Ah, okay. So that's the first time you tried. Yeah. With it. Ah, thì ông nói đó là lần đầu tiên gặp Tito. So I guess that this also have, like you say, it healing. Helps the wound. It helps heal. It, you know. Rejuvenates and regenerates. Ah, rejuvenate là làm trẻ hóa ra, và regenerate là làm tái tạo lại. But and then, so when did you use this one? Now. Yeah. Okay. I started with this. Okay. And then I still felt, you know, that it got better, uh-huh. better than the acupuncture. Okay. Needles. All right. But and then Tito just came up with this protocol. Okay. He says, why don't you try 4? Because I didn't have the patches with me. He goes, okay. Do you have X39? Try 4 X39. Okay. He experimented on my sciatica. Okay. And it was a miracle. It went away. And I never looked back. I never had to use patches. Okay, so you said that on the ice wave, it was getting better. Yeah, it was getting better. But for that day, when you can't even walk, then 4 patches. So they can work in conjunction? Yes, yes. I see. Well, so thưa quý vị, ông nói đó là thường thường cái ice wave này là ông dùng thì ông đã thấy đỡ đau, ông khỏi phải đi châm cứu. Nhưng riêng cái hôm mà ở Las Vegas, vì ông đau quá, ông không có đi được là vì ông không có mang cái này theo. Thì Tito nói thôi không mang cái này theo, dùng cái này, bỏ vô 4 cái thì hết đau ngay. Now the ice wave, the price is $79.95. Thưa quý vị, riêng cái này là cũng 30 miếng. Là dùng là 79 đồng 95, và nó cũng chữa bằng cái cách là vừa bỏ vô
là nó sẽ dùng cái ánh sáng để cho hết đau. So this one also works. What do you have on your head forehead right now? Yeah. I want to know. Okay, yeah. What patches is that this now? This one is for vision, you know, correct, rejuvenate the eyes. Okay. So, and that's Eon, glutathione, this one right here. Okay, okay. Glutathione on the right, Eon in the middle, and then carnosine. Wow. On the left. So we have several different patches that for eye, you know, for eye vision. Oh, I'm going to need that. Thưa quý vị, hãng này đó họ có rất nhiều những cái gọi là những cái dán để tùy theo. Thì Kỳ Duyên mới hỏi ông là ông đang dán ba cái gì trên đầu. Thì ông nói là ông dán để cho mắt, chữa cho mắt sáng. I'm going to need that. Chắc sau cái này Kỳ Duyên phải dùng, tại vì mắt mình bắt đầu nhìn đọc chữ là phải mở to rồi. But so now going back, you have a mic? Okay. Thank you thank for sharing you. Your right. story. You're welcome. And now my xin lỗi chị tên gì? Huệ đi. Huệ Huệ đi. Hỏi chị mà chị nói Huệ đi là như chị có nhiều tên lắm hả? Đúng rồi. Thường thường là Elizabeth. Oh, okay. Yeah, Elizabeth. Yeah. Thưa quý vị, đây là Huệ, và như là quý vị biết mà khi mà Kỳ Duyên hỏi Huệ tên gì thì quý vị cũng biết là đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Duyên gặp Huệ. Vì thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi mời những người nào mà dùng cái sản phẩm mà thấy tốt thì Kỳ Duyên muốn mời tới để chia sẻ. Và tất nhiên là chúng tôi không có trả tiền cho ai để có mặt ở đây, phải không Huệ? Đúng, cái đúng, này là đúng. Hoàn toàn là tự nguyện, phải không? Thì Huệ dùng cái sản phẩm nào của LifeWing? Cái X39, hôm đó mình tới nhà Uyển thì Uyển mình giới thiệu cho mình cái X39. Tại vì thứ nhất là muốn làm đẹp. Okay. Thứ hai nữa muốn hết nhức mỏi. Tại vì okay. mình bị arthritis là over 10 years. Ok, vậy mình nhìn vô mấy hình. Nó có nghĩa là ok rồi. Khoảng hơn 10 năm rồi đó. Yeah. Thì hay bị nhức mỏi lắm. Mà mỗi một tháng là phải chích 2 mũi thuốc. Wow. Humira pen like 5200 for wow. 2. Wow. Là 5200 mà 2 mũi thuốc, 2 tuần chích 1 mũi. Wow, có nghĩa arthritis là phong thấp. Dạ, yeah, đúng rồi. Mà bị nặng tới nỗi mà phải chích. Đó là hơn cái joint pain thường rồi. Dạ, yeah, đúng. Rồi. Yeah. Mà mình thường thường 2 tuần thì là 1 mũi, nhưng mà mới tới 10 ngày bắt đầu 2 cái đầu gối muốn đi hết nổi rồi. Wow. Nó đau nhất gì lắm. Thì hôm đó tới thì Uyển mới giới thiệu là cái này very good. Yeah. So I try. Then mình thử 3 ngày. Thì hôm đó thật sự là sau cổ mình ở cái vai nó rất là nhức. Tại mình cũng có cái surgery ở ngay cổ rồi. Mà nó lúc nào nó cũng đau hết trơn, bờ vai hết. Thành ra Uyển dán vô cái về nhà thấy kind of releasing là nó bớt đau. Nó bớt đau. Nó, yeah, yeah. Đúng rồi, nó dễ chịu hơn chút. Yeah. Thì hôm nay thì mình xài cũng được 3 ngày rồi. À. Mình cảm thấy nó đỡ đau hơn. Yeah. Hôm nay thì mới để lên một cái ice. Thì cái X39 mình put on thì là cảm thấy bình thường, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái ice á mới put lên mới lúc nãy đây. Dạ, mới trước 6 giờ, okay, sau okay, khoảng 6 giờ. Okay. Thì thấy nó ấm ấm ở ngay cái cổ thì nó kind of release. Nó cũng đỡ đau cái vai nhiều lắm. Chắc ấm ấm là để Duyên sẽ hỏi chi đâu, nhưng mà chắc ấm ấm là vì cái ánh sáng nó đang bẻ ngược, nó reflect lại như là cái ánh sáng, cái energy trong người mình. Và nó đang chữa trị như vậy còn hơn là sức dầu với sức còn hơn là sức dầu nóng nữa. Wow. Dạ. Yeah. Thì Duyên hy vọng là thường thường thì lâu thì Huệ mới phải đi chích một lần lại. Mình chích ở nhà. Ô, tự chích lấy luôn. Uh-huh. Wow. Thì cứ một tháng là ship về nhà hai mũi thuốc vậy đó. Wow. Uh-huh. Thành ra mình cũng muốn try một cái natural, cái này hơn, cái yeah. cái tự nhiên hơn. Yeah. Để mình không có depend on để trên cái hai cái mũi thuốc đó của mỗi tháng. Còn về cái X này thì mới dùng có 3 ngày. 3 ngày. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì là đã cảm thấy là nó đỡ. Nó hơi release chút xíu, okay. nó bớt nó nhẹ, nó wow. nhẹ nhõm cái vai tí xíu. Wow. Uh-huh. Yeah. Wow, rất là I'm cảm happy. Ơn. Cảm ơn Huệ đã tới đây chia sẻ, và quý vị biết là người thật việc thật, và Kỳ Duyên cũng hy vọng là nếu cái này mà chữa được để cho mà khỏi phải chích nữa, thì tại vì không có cái gì mà người ta nói đau khổ hơn là mình phải sống trong cái sự đau nhất mà chronic pain. Đúng. Duyên mà lâu lâu mà ví dụ mà tập thể thao nhiều quá hay gì mà đau một chút là đã thấy đời tăm tối rồi. Huống chi mà đau lâu như vậy. Dạ, yeah. 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 mình cũng mong như vậy. Yes. Tại vì mình cũng mới có thử để coi, sau đó thì mình sẽ cho quý vị biết. Alright, cảm ơn Huệ nhiều. Thank you. Tito, can I please ask you to come back in here? I've just heard
you know, what Rick has said and what Huệ has just said about the ice wave right now. We just put this patch on for her at 6, well, as we're starting this program. Mm-hmm. And she said right now she felt it hot, radiating from where you put it on for her. Can you explain how it works? Yeah. Như là Kỳ Duyên đã hỏi Thi Đô là Huệ vừa nói vừa gắn cái này vào và đã cảm thấy nó nóng ngay cái chỗ mà gắn ở đó thì nó đang tác dụng gì? Yeah, this ice wave is really for pain. Any pain you think, toothache, stomach ache, headache, wow, migraine. Wow, toothache, stomach aches too. Mm-hmm. Wow, thưa quý vị, sorry, thì cái này hơi lạ. Cái này nói là cho tất cả các cái đau nhức, ngay cả đau răng, đau bụng, đau khớp. Chứ không phải là thường thường là mình thấy thuốc, you know, đau răng là cái khác, đau bụng. You know, usually, it's a different medicine for toothache. Yeah. I have toothache, yeah. I have to go get something that numb my, you know. This one, just put it here. Wow. Thành đó là nếu mà quý vị bị đau răng thì just put it near your mouth somewhere. Yeah, where's the pain and then... Yeah, ví dụ đau hàm trên, để hàm trên, đau hàm dưới, để hàm dưới. Yeah, wow, I never knew that. And if it's stomach, just put it on the stomach? Yeah. Wow, okay. Shoulder pain, tennis elbow pain, whatever pain you have, this is a great, great, great product. You'll be amazed because well, I can't promise that it's gonna be like zero, like gone, but it can go down up to low as 50% or less. Sometimes it's zero, like almost gone. Và thưa quý vị, ông nói là chắc chắn là ông không thể nào mà ông bảo đảm là cái đau của quý vị sẽ hết hoàn toàn 100%, nhưng giảm được 50% là có. Và ngay cả không có thì sản phẩm này, is it 30 day guarantee too? That's correct. Yes, ngay cả nếu mà không có thì quý vị cũng dùng thử, chỉ có 79 đồng. Và nếu không được, quý vị cũng có thể gửi trả lại và chúng tôi sẽ hoàn tiền. Và cái đặc biệt hay của những cái sản phẩm của LifeWave đó quý vị là nó không có, không phải là thuốc uống, không phải là chemical. Nó không có bất cứ những cái gì mà cấm không được vào người mình. So, ví dụ, bây giờ mình đang có bầu hay là mình đang uống thuốc này và mình sợ không biết là mình uống một cái thứ thuốc khác nó có chọi với nhau hay không. Thì quý vị uống, dán cái LifeWave này, nó sẽ không có gọi là xung đột với bất cứ kỳ cái loại thuốc nào mà quý vị khác đang uống. I was telling them that anything that you're drinking, so let's say you're pregnant or mm-hmm. you're taking other medications, with LifeWave, there's no chemical, no medication, nothing that you put inside your body. Yeah, but you mentioned pregnant. Okay. So if you're pregnant, you're not allowed to use this one. Oh, okay. Yeah. And, oh, because it's activate your stem cell. Mm-hmm. Okay. Kỳ Duyên, xin nói lại, thì ông Thido nói nếu mình có bầu thì mình không nên dùng sản phẩm này, tại vì nó cũng đụng vô những cái tế bào gốc ở trong người mình và hiện giờ thì chúng ta cũng chưa biết được nó có ảnh hưởng tới thai nhi. Thành ra nếu quý vị có bầu thì không dùng. But what if I'm taking other medications and I'm afraid that this one is going to... It doesn't affect. You can continue your medication. Like what if... If you have like high blood cholesterol or something? Yeah, high blood pressure, cholesterol, sugar level. Yeah, no problem. Yeah, tất cả nếu quý vị đó bị cholesterol, bị cao máu, bị đường hay gì thì cái thuốc này nó hoàn toàn nó không sao. Now I've heard Rick said that you put the X39. I've heard Huệ said to use the ice wave. So if I am in pain right now, which product should I get? Should I get both or just one? If you have a chronic pain, I would suggest this one, ice wave and X39 combined. Kỳ Duyên đang hỏi ông là tại vì sao khi mà Duyên nghe ông đã dùng cho ông Rick cả cái X39 và cả cái Ice Wave là cái mà để dùng cho nó bớt đau. Thì ông nói rằng nếu quý vị bị chronic pain là đau mà đau nhiều như ông Rick mà nó kéo chân 2 tháng đi không được, hay là như Huệ đau tới nỗi tự mình phải chích đó, thì quý vị nên dùng cả hai cái, nó tác dụng chung với nhau. Nhưng còn nếu quý vị là đau thường, đau nhẹ, ví dụ lâu lâu đau khớp tay hay là vì chạy vì cái gì đau hay là đau răng đau bụng thì quý vị có thể dùng một cái ice wave thôi. I took the liberty of saying that for chronic pain such as the one Rick has mm-hmm. or Huệ has, where she has actually to have to give herself shots, then it's best to use both. That's but correct. For like regular pain, toothache, stomach ache, ice wave's once fine. In a while your joint is not right, ice wave's fine. Then ice wave. Now, when we buy this, is there an instruction on where to put the patches? Oh yeah, it comes with a pamphlet that you can instruction on how to use it. If you have headache, it shows there. If you have like back pain, it shows there how to do it. It's very simple. If you know how to put Band-Aid, you can do it. Vâng, thưa quý vị, khi quý vị mua cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một cái giấy
để hướng dẫn quý vị là chỗ nào nên dán, cái nào ở đâu nếu quý vị bị đau, cũng như là ông Rick bị đau trên này thì Tito đã để từ trên hông tới đùi trên, đùi dưới và ở giữa ngón chân, thành ra nó cũng có cái họa đồ như là những cái họa đồ mà để mình đi châm cứu đó, thì sẽ nói quý vị là để từ đâu tới. Wow, that is so exciting. Yeah. You told me a story about a doctor. Oh yeah. I can call right now. Let me see. Okay, wait. Tell us about the story first, okay, before we introduce her. She's a doctorate scientist. Okay. And when I introduced, hey, I have this technology, spot therapy, and being a scientist, she said, I don't believe in those. Those are placebo effects. You know, I need to have the proof, the research before you can convince me. Wow. So what we did is we went to the website of our company. And she saw some scientific research, and she found that two doctors that she knew, scientists, and then I sent her X39 and IsoWave, just few patches to try it. And what happened was when she used the patches, like, she cannot even believe, because she has lower back pain for years, and she cannot believe the pain went away like in seconds, actually 10-15 minutes. Okay, maybe you can call now. Yeah. And I'll talk a little bit. Let me see. Có nghĩa là ông này có một người bạn mà bà là một nhà scientist, là một nhà nghiên cứu, một nhà bác học. Thì vì bà là một nhà bác học, bà không có tin mấy cái này. Thành ra ông nói là cái gì mà về technology hay là những cái gì mới nhất thì bà không có dùng. Thì ông gửi cho bà cái website của công ty, và khi bà đọc về những cái nghiên cứu thì ở trong đó ra bà nhận hai tên tuổi của hai nhà bác học nổi tiếng mà bà biết. Thì khi bà thấy hai nhà bác học này viết về cái sản phẩm này thì bà mới nói ok, gửi cho tôi dùng thử. Và khi mà dùng thử thì bà đã bị đau lưng từ bao nhiêu lâu, thì bây giờ là bà rất là tin tưởng và bà sẵn sàng bà cho chúng ta nói chuyện. Can you put her on speakerphone? Yeah, okay, I'll put you on speakerphone, okay? Right. Yeah. Then, what is her name? Patria. Patria? Yeah. Hi, Patria. My name is Katie. How are you? Hi. Hi. Hello. Hello. Thank you for... where are you calling from, Patria? What did you say? I said, where are you calling from? Where I am from? Yes, right now or... Are you in California? Right now, I'm in Philadelphia, Pennsylvania. Oh, well, thank you for staying this up late to call in for us. Can you please give us, first of all, a little about your background? Oh, yeah, my background? Yeah, I'm a biologist. I have my PhD, my doctorate. I am educated and trained in molecular biology. I graduated here in the United States. Wow. And I train at the University of Pennsylvania too. Wow, okay, give me a second to translate that. I don't know how I can translate that. Có nghĩa là bà là một tiến sĩ, và không những như vậy bà còn là về molecular biology, mà bây giờ hỏi Duyên cái đó tiếng Việt gọi là gì thì Duyên cũng chịu thôi, tại vì Duyên không biết được, nhưng mà bà là tiến sĩ và bà học, và bà là một nhà khoa học ở Mỹ. Okay, can you please tell us about your experience using X39 and why you would recommend that for other people to use it? Oh, okay. Yeah, I have been suffering from chronic lower back pain for several years. And then lately, about 3 months ago, I started developing sciatica. And we know sciatica is it refers to the pain, right? Yes. You know, that starts from your lower back, and then it goes down to the through your hips and buttocks, yes, and down to each leg, and it could be very 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 painful. Yes. So I said to myself, oh my God, I am miserable, you know, miserable with this pain. So then I heard about the LifeWave patches. And I said, okay, are these really effective? At the back of my mind, you know, because I was somewhat skeptical, being a biologist, right, you know, in science. Right. I worked as a researcher. Right. You know, and generally we want evidence.
right? Right. Before we have to have some proof. And then I started reading. I went first to the website of the LifeWay, mm-hmm. and then I also made some readings outside, you know, about scientific papers. And well, what I have learned is that these LifeWay patches, they are using the technology, the light energy therapy mm-hmm. or phototherapy, and they are activating the stem cells. Mm-hmm. I said to myself, oh, okay, it seems to make sense, mm-hmm. okay? They activate the stem cells using our own body's infrared light. Right. So I started like reading about this. Are there also some other that are doing some research on this one using the phototherapy? Mm. Oh yes, there are. Mm. Okay, I found that out. And then we have heard about this word stem cells. Right. And generally, when we hear about stem cells, oh, because we hear about the stem cell therapy, and I don't know if you're aware, there are some people who will even go to other countries to have stem cell therapy so yes. that they would look younger. Yes, I almost did, but luckily I haven't yet. Okay. Stem cells are cells that have the potential to develop into different types of cells. Yes. Okay. And as we grow older, our cells also grow older. So our cells need repair. So our cells have to be rejuvenated and regenerated, and that is the function of the stem cells. Right. When these stem cells, when we manipulate them to specialize into specific types of cells, and then they are implanted into the human body, mm. okay, into a person, this is what we call stem cell therapy. Mm. But of course, many people don't want these things to be put in your body. So at the back of my mind, patches are much better. Right. You just put the patch, right? Right, right. So I started saying, okay, I read some, and okay, maybe I will have an open mind mm-hmm. and try this. So I did some sort of, I would say, experiments, some trials, we call it trial, mm. like making a vaccine, you do trials, right? Right. So, okay, maybe I will start something in here. So I decided, since I am experiencing pain, mm-hmm. okay, I decided to use the ice wave first, mm. because the ice wave can reduce, they said, it can reduce the pain and relieve, you know, and but I also used the X39 okay. later, so I just experimented. I just used two patches, mm-hmm. Mm-hmm. but I used them separately. Okay? Okay, I did not use them on the same day, mm-hmm. but I used them after a week later. The other one. Mm-hmm. So when I started using the ice wave, I felt some cooling effect. Oh wow! Of course, at first I was skeptical. Right. My first. What was I was not expecting to have any effect or a very little effect. Right. That was my expectation. Okay, mm-hmm. I was, and then, but then after about more than 10 minutes, my pain on my lower back, you know, my sciatica pain mm-hmm. was starting to become less and less. I said, oh, is wow. this really working? You wow. know, at the back of my mind, I recorded it. I documented wow. being a scientist, a researcher, I really write them down. Uh-huh. I have a small notebook. Wow. Okay. Yeah, I documented it because okay. I don't want just people say I want it me, myself, right, to see the evidence. Right. Okay. And then to my surprise, it was working. Wow. Okay. And then it was working until about more than 8 hours, because I have read that the patches, the effectivity is up to 12 hours. Right. Okay, but I really felt the cooling effect. There was like some, you know, wow, I said, this is like using, you know, sometimes with my pain, I use the cold compress or right. the hot compress. Right. Okay. Right.
So, and then after a week, I decided to use the X39. Okay. And what I have read from the website of the LifeWay, the X39 has more benefits, right? But my intention is just for my pain, okay? Mm-hmm. You know, to relieve me, but of course, maybe later for my skin. Of course. Every woman, even a scientist has to look pretty, okay? But anyway, but my really is my, you know, and then, so I even put it first on my blouse, on the cloth, okay? Wow. Not directly on my skin. But the ice weight, I put it directly on my skin where the pain was. Wow. Okay, but this one at the back of my neck, okay, but on my blouse, okay. Wow. And again, to my surprise, the effectivity was faster than the ice wave. I actually, it was faster. It was like about less than 5 minutes only. I was already feeling like less pain. Okay. Well, I said, wow, what is this? The X39 works faster, you know. Wow. But again, its effectivity somewhat the same as the ice wave, about a little bit more than 8 hours. Wow. And then I said to myself, wow, I discovered something. Okay. Now I can bring them because I travel often. Mm-hmm. I go to different countries just for a vacation. Right. You know. And you do a lot of walking, right? I said, oh, okay, now I can bring them. They're so handy because I do some exercises. I go to physical therapy. Yeah, easier to pack. Physical therapy is not enough, okay? Okay. It can help, but it is not enough. But, oh, I said, oh, my goodness, I love these patches. Now Thank I you. Can bring Thank them you. On Thank my you. Trip. Thank you very Thank much you for so your... much for sharing. Okay. I have to translate this into Vietnamese now. So okay. I will let you go. And thank you for calling in. Thank, thank you. You very much no, for your testimony. Okay, you. Bye-bye. Okay, you're welcome. Bye. Thưa quý vị, với tất cả những quý vị nào mà thông thạo Anh ngữ thì Kỳ Duyên nghĩ là Kỳ Duyên không cần dịch. Nhưng mà Kỳ Duyên chỉ xin tóm lược lại. Đây là một bà kể một câu chuyện. Bà là một nhà bác học và bà chuyên môn về nghiên cứu. Và khi mà bà dùng thử cái này, trước khi bà dùng thử, bà đã nghiên cứu, bà đã nghi ngờ. Bà bị cũng đau chân giống như ông Rick, là bị đau, nó kéo cái gân mà đau từ ở dưới, nghĩa là lưng ở dưới, rồi tới đùi, tới chân, giống y hệt như ông Rick vừa nói. Và bà đã đau bao nhiêu tháng rồi. Và khi mà bà dùng thử cái này, bà bỏ vào thì bà thấy 10 phút sau khi dán, thấy cái cơn đau nó xuống lần lần. Và khi đó bà không thể tin được, thành ra chính bà phải viết xuống nốt. Bà như là bà mang bà ra làm một cái nghiên cứu, tại vì bà cũng không tin là nó có thể nó nhanh được như vậy. Và sau đó thì bà lại dùng thêm cái X39 và bây giờ thì bà hoàn toàn tin tưởng. Và đây là một lời nói của một người bác học. Một người đã được training và đã được học ở bên Mỹ. Và quý vị nghe bà nói thì quý vị cũng thấy là rất là tin tưởng. Và cái giá của một cái sự đau nhức như vậy, thưa quý vị, cái này chỉ có 79 đồng. Và cái live weight này một lần nữa là 150 đồng. Và nếu mà mình không thích, quý vị có thể gửi hoàn toàn trả lại trong 30 ngày. Và chúng tôi sẽ hoàn trả tiền của quý vị. Tito, I wish we could stay longer and talk because I know we have more products, but an hour's up. I hope that we can invite you back here to talk more about other products. Yes. Và thưa quý vị, hãng LifeWay này có nhiều những cái sản phẩm như chính Kỳ Duyên cũng bây giờ mới được biết. Như ông Rick nói, làm cho sáng mắt, làm cho tẩy độc, làm cho ốm. I was just telling them what other products that we have that maybe we can introduce in other programs. Mm-hmm. I've heard that Rick said for vision. Yeah. I know we have for diet. Yeah. I know we have detox. For detox. Yeah. And what else can you name off a few things? What for other? If you want to lose weight, we have okay. You know, suppress appetite. Nếu quý vị muốn diet thì ở đây cũng diet cái này để làm cho chúng ta không có thấy đói. Okay, and then glutathione. Yeah, for detoxification. Cái này là to detox, right? Yeah. Cái này là để tẩy độc, ha? Và ice wave. Thì quý vị cứ gọi vào, chuyên viên của chúng tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị nhiều hơn.
Và Kỳ Duyên rất vui là quý vị đã ngồi đây, khi nhất là khi nghe bà bác học mà bà nói mà hăng say như vậy thì chính Kỳ Duyên cũng tin tưởng hơn. Mặc dù Kỳ Duyên đã dùng cái sản phẩm này khoảng 2 tuần nay và thấy rõ ràng là cái da nó đẹp, nó mơn mởn và thấy trong người khỏe hơn nhiều. Nhưng mà tuy nhiên khi mà nghe một người bác học nói như vậy thì Duyên cảm thấy tin tưởng hơn hơn nữa. Well, thank you, Tito. Oh, thank you, too. It's just so much information to process. And I'm so excited to hear about all the, especially the scientists. Like, I've used the products for 2 weeks and I really like it. Wow. And I've read up too, but hearing it from a scientist and see how she's gone through meticulously to research it and have all the notes. And like you say, you know, she said when she put it on, she felt a cold area. Yeah. When we put it on, she felt hot. So obviously, this light therapy works different for everybody. So it's not the same. So it depends on your energy at certain part, you know. So that's even more believable. Yeah. Thank you so much, Tito, for coming in. Một lần nữa, thưa quý vị, rất là vui mừng được nói chuyện với quý vị chiều hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.